Trên phố Ninh Giang đang lưu truyền bao thanh tích. Sự tích quan lớn đệ ngũ Tuần Tranh. Quan lớn Tuần Tranh hay còn là vị tôn quan thứ 5, quan đệ ngũ, trong ngũ vị tôn ông. Vậy quan lớn Tuần Tranh là ai? Ngài chính là con trai của vua Cha Bắc Hải Đồng Đình. Ngài được Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho quyền phép cai quản địa binh, giải oan nghiệp về sớ trương cho trần gian. Trong hàng ngũ vị tôn ông, cùng với quan lớn đệ tam, quan lớn đệ ngũ cũng là một vị quan lớn danh tiếng hết sức lẫy lừng, được nhân dân xa gần tôn kính phục thờ. Tuy đứng trong hàng năm của ngũ vị tôn ông được thỉnh cuối cùng nhưng lại hay ngự về đồng nhất. Bất cứ ai hầu tứ phủ, bất cứ dịch tiệc, đàn lễ nào đều phải thỉnh quan Tuần Tranh về ngự. Khi ngự đồng, ông mặc áo lam thêu rồng, cổ phù, làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ tán đàn rồi múa thanh long đao. Khi có đại đàn mở phủ hay bất cứ lễ tiệc nào, sau khi thỉnh các quan lớn về, đều phải đợi đến khi giá quan lớn đệ ngũ về chứng một lần hết tất cả các đàn mã sớ chạm rồi mới được đem đi hóa. Có một số truyền thuyết về gốc tích của ông, nhất là qua các ngọc phả thần tích và các điển tích, các nền phủ của tín ngưỡng tam tứ phủ, đền thờ ông cũng như qua các bản văn chầu. Một truyền thuyết tương đối phổ biến và qua thần tích và ngọc phả đền đồng bằng thờ vua Cha Bát Hải gốc tích của ông như sau. Ông là con trai thứ 5 trong một gia đình lái đò trên dòng sông Vĩnh, phủ Ninh Giang, nay thuộc Hải Dương, thời Hùng Triều Thập Bát, cùng Duệ Vương. Tuổi tác đã cao mà vợ chồng ông lái đò chưa có người nối dõi. Một lần ông bà bắt được bào thai trong có một ổ trứng trắng liền mang về nhà. Trải chín mùa trăng đi qua, vào một ngày trời đầy mưa giông, sấm giật, chín quả trứng nứt vỏ, chín con rắn ra đời, ngày tháng thoi đưa, lũ rắn cũng lớn dần lên. Năm ấy, đất nước có giặc, vua Hùng phải lập đàn khấn cầu các thần linh giúp sức, lại sai sứ giả đi chiêu tập hiền tài huấn luyện binh nhung. Nghe tiếng loa truyền, chín rắn hóa thành chín chàng trai, cùng vào yết kiến nhà vua xin tham gia tiễu trừ quân giặc. Chín anh em nhất hô, bách ứng kéo theo cả thường luồng, thủy quái ra trận. Chỉ một ngày giặc tan, đất nước trở lại thanh bình. Vua Hùng truyền lệnh phong cho chín chàng trai là chín ông hoàng. Ngày 22 tháng 8 năm Bính Dần, bỗng một vầng hào quang chói lòa, chín chàng trai lại trở thành chín con rắn trở về với dòng sông Tam Kỳ. Từ đó dân làng truy ơn lập chín ngôi đền thờ các dũng tướng đã giúp vua trừ giặc ở dọc hai bờ sông, từ bến đò Tranh đến tận cửa biển Diêm Điền, và đền Đồng Bằng là nơi thờ người cha chèo đò trên bến sông thuở ấy, với duệ hiệu trấn Tây Tam Kỳ Giang Linh Ứng, Vịnh Công Đại Vương, Bát Hải Động Đình gọi nôm là vua Cha Bát Hải. Một truyền thuyết khác kể rằng, ông là con trai thứ 5 của vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông là vị tướng quân tài ba kiêm lĩnh thủy bộ, được giao quyền trấn giữ miền duyên hải sông Tranh. Ông đã lập được nhiều công lao to lớn nên được sắc phong công hầu. Ông có cảm tình với một người thiếu nữ xinh đẹp là vợ lẽ của một biên quan, nhưng vốn không hạnh phúc với cảnh chồng chung, nàng cũng đáp lại tình cảm của ông mà không hề nói cho ông biết là nàng đã có chồng. Ông vẫn đinh ninh đó là một tình cảm đẹp, hẹn ngày đưa nàng về làm vợ. Đến khi viên quan kia biết chuyện, vu cho ông đã quyến rũ vợ mình. Ông bỗng nhiên mắc hàm oan, bị đem đày lên chốn kỳ cùng, Lạng Sơn, trong bản văn chầu có câu ca sau. Ngày 25 tháng 5 bắt đày trốn sơn cùng Thủy Kiệt. Con vì tuyết nguyệt bởi lòng ái ân. Tại bến sông Kỳ Cùng, để chứng tỏ mình vô tội, ông nhảy xuống dòng sông Kỳ Cùng mong rửa oan. Hồn ông trở lại quê nhà, hiện thành đôi bạch xà. Rồi một ông bà lão nông bắt được đem về nhà nuôi nấng như thể con mình. Đến khi viên quan phủ biết chuyện, ông bà nông lão mua gà để nuôi đôi bạch xà, liền bắt ông bà phải lên cửa công chịu tội và đòi giết chết đôi bạch xà. Hai ông bà thương xót, xin thả rắn xuống dòng sông Tranh, lạ thay khi vừa thả đôi bạch xà xuống thì chỗ đó tạo thành dòng xoáy dữ dội. Ngày xưa, có hai vợ chồng già làm ruộng, một hôm đi ra ngoài đồng, thấy hai quả trứng lạ, nhặt đem về nhà. Được ít lâu, hai quả trứng nở ra hai con rắn rất khôn, hai vợ chồng đi đâu chúng nó thường bò theo. Hai người không con nên cứ nuôi chúng nó, xem như là con, thường ngày cho ăn uống tử tế. Một hôm, người chồng cuốc vườn, vô ý cuốc đứt một khúc đuổi của một con. Sau đó, vợ chồng mới gọi hai con rắn đặt tên cho là con dài, con cụt. Hai con rắn lớn lên, ăn rất tợn, nhà nghèo không đủ nuôi, chúng nó thường đi bắt gà, chó của hàng xóm mà ăn. Hai vợ chồng không nuôi nổi, mới đem thả xuống sông Tranh, bây giờ thuộc Hải Dương. Hai anh em rắn dài và cụt được Thủy Vương nhận làm bộ hạ và cho cai quản cả một vùng sông rộng. Rắn cụt tính khí dữ tợn hơn rắn dài, hoành hành khắp vùng, làm cho dân chúng phải kiêng sợ gọi tên là ông dài và ông cụt. Có khi chúng bắt cả người, còn cướp súc vật là chuyện thường xảy ra. Ghe thuyền qua lại trên khúc sông, thường bị ông cụt nổi sóng dữ tợn làm cho đắm. Cha mẹ nuôi ông dài, ông cụt thỉnh thoảng lại phải ra bờ sông van lơn xin con nuôi đừng làm hại người ta.
chúng cũng nghe theo được ít lâu, rồi lại đâu vẫn hoàn đấy. Có lần hai vợ chồng họ Trịnh đi thuyền qua đó, ông cụt thấy người vợ là Dương Thị nhan sắc xinh đẹp, muốn bắt về làm vợ, cho hai người con gái mưng lễ vật đến hỏi. Hai vợ chồng hoảng sợ bỏ thuyền lên bờ trốn tránh, nhưng rồi ông cụt cho bộ hạ theo dõi, thừa một đêm mưa gió, bắt Dương Thị đem về dưới thủy phủ. Sáng ngày, người chồng theo dấu ra đến bờ sông chỉ còn thấy quần áo của vợ chút bỏ lại đó. Người chồng không biết làm thế nào, đành nuốt hận đi đây, đi đó tìm người phép tắc thần thôn để trừ ông cụt. Một hôm, họ Trịnh gặp một ông già ngồi bói ở chợ, lân la hỏi mới biết là Bạch Long Hầu tức là thần mưa ở dưới thủy cung. Bạch Long thần rẽ nước mời họ Trịnh về nhà mình ở dưới biển, giúp bàn việc kiện ông cụt với Long Vương. Họ Trịnh đưa cái thoa của vợ nhờ người nhà Bạch Long Hầu làm của tin để dò tìm Dương Thị ở dưới thủy phủ. Khi đã bắt liên lạc được với Dương Thị rồi, họ Trịnh bèn cậy Bạch Long Hầu đưa đến triều đình Long Vương để tố cáo tình địch đã cướp vợ mình. Long Vương cho đòi ông cụt tới. Ban đầu ông cụt còn chối cãi, toan làm dữ với họ Trịnh, nhưng đến khi Dương Thị ra kể lại sự tình bị ông cụt bắt cóc, ép duyên, thì họ Trịnh liền được kiện. Long Vương xử cho Dương Thị trở về mặt đất với họ Trịnh, con của nàng sinh với ông cụt thì giao lại cho ông cụt. Ông cụt bị đày đến ở sông Kỳ Cùng, thuộc về Lạc Sơn ngày nay. Ngày ông cụt bị giáng chức đi đày, các loài thủy tộc đi theo tiễn chân đầy cả một khúc sông. Được biết hiện nay gần cầu Kỳ Lừa trên bờ sông Kỳ Cùng có ngôi đền thờ thần sông nước, bị đuổi từ huyện Vĩnh lại đất Hồng Châu lên, được nhiều người đến bái và cầu tài cầu lộc. Theo lịch sử ghi chép, thời Kỳ Thục phán An Dương Vương, vua tập hợp thuyền bè để chống Nam Việt ở ngay bến sông Chanh, nhưng tại chỗ dòng xoáy đó, thuyền bè không tài nào qua được mà lại có cơn dông tố nổi lên giữa dòng. Vua bèn mời các vị lão làng đến lập đàn cầu đảo thì lập tức sóng yên bể lặng, hơn nữa, quân sĩ ra trận cũng được thắng to. Ghi nhớ công đức, vua Thục giải oan cho ông bà phong là Giảo Long Hầu. Sau này ông còn hiển thánh linh ứng, có phép nhà trời, cai quản âm binh, ra oai giúp dân sát quỷ trừ tà, dẹp hết những kẻ hại nước hại dân. Nhưng phép đó là gì thì chỉ những người nào đó trong tín ngưỡng tam tứ phủ sát bóng quan tuần mới có thể được ban ấn lệnh. Trong tín ngưỡng tam tứ phủ thờ nhạc phụ của Kinh Dương Vương, Kinh Xuyên là phụ vương của Sùng Lãm tức Đại Thánh Lạc Long Quân cai quản thủy phủ, thoải phủ, với vai trò là vua cha tức vua cha Bát Hải Long Vương, thoải phủ, hay Bát Hải Động Đình Vương, Hồ Động Đình ở sông Dương Tử nay thuộc Trung Quốc. Nên quan đệ ngũ tuần tranh chính là con trai của vua Lạc Long Quân. Trong hàng ngũ vị tôn quan, ông là một vị quan lớn danh tiếng hết sức lẫy lừng, được nhân dân tôn kính phục thờ. Trong các buổi lễ mẫu tam tứ phủ, ông đều dáng ngự đồng. Khi ngự đồng ông mặc áo lam theo rồng, cổ phù làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ, chứng đàn tiễn đàn. Rồi múa thanh long đao, khi có đại đàn mở phủ hay bất cứ lễ tiệc nào, sau khi thỉnh các quan lớn về, đều phải đợi đến khi giá quan lớn đệ ngũ về chứng một lần hết tất cả các đàn mã sớ chạm rồi mới được đem đi hóa. Lại có tích kể rằng, tương truyền, quan lớn tuần tranh là biên quan phủ Ninh Giang. Ngày xưa, tại bến sông Chanh, có hai con rắn dữ thường nổi lên quấy phá. Một hôm, chúng bắt đi nàng hầu xinh đẹp của quan. Vị quan này khởi kiện Diêm Vương, rắn bị xử thua phải mang cả dòng họ rời đi nơi khác. Từ đó bến sông sóng yên nước lặng, nhân dân nhớ ơn vị quan phủ mà lập đền thờ, tôn là vị thần bảo vệ khúc sông, rằng người là vợ chồng một nông dân nghèo và vợ chồng viên chi phủ. Thần là Thuồng Luồng, Bạch Long Hầu, thần mưa, Long Cung, chuyện đối tục ở Long Cung. Còn một chi tiết sau khi Thuồng Luồng ra hầu tòa và bị đày lên phương Bắc thì ngôi đền bên bờ sông Tường Siêu, vách đổ, bia gãy rêu trùm. 3. Đền thờ quan lớn Tuần Tranh ở đâu? Các đền thờ ngài bao gồm các đền sau. Đền Tuần Tranh, Hải Dương. Đền Kỳ Cùng Lạc Sơn. Quan lớn Tuần Tranh cũng được thờ ở rất nhiều nơi nhưng phải kể đến hai nơi nổi tiếng bậc nhất. Đầu tiên là đền Ninh Giang và thứ hai là đền Kỳ Cùng. Ninh Giang là đất anh hào, linh thiêng dũng mạnh ai nào sánh hơn, đời đời non nước ghi ơn, quan tuần bảo vệ non sơn nước nhà, thanh niên cho tới người già, thành tâm bái yết ông trục tà cho, đời đời sẽ được ấm no, quan tuần lẫm liệt ông cho thái hòa, móng ông lịch sự nhất tòa, cứu nhân độ thế trung hòa nước non. Đền Ninh Giang lập bên bến sông Chanh ở xã Chanh Xuyên, Tổng Bất Bế, huyện Vĩnh Lại thời Lê và Nguyễn nay thuộc thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, là nơi chính quán quê nhà của ông, nơi ông trấn giữ duyên hải sông Chanh, cũng là nơi ông hiển tích, và đền Kỳ Cùng lập bên bến sông Kỳ Cùng ở xã Vĩnh Trại Châu Thoát Lãng, nay thuộc thành phố Lạng Sơn, cầu Kỳ Lừa là nơi ông bị lưu đày. Đền Chanh còn có tên gọi là đền quan lớn Tuần Chanh. Ngày tiệc chính của quan là ngày 25 tháng 5 âm lịch, là ngày ông bị lưu đày và bảo nhân dân quê ông làm dỗ vào ngày này. Ngoài ra vào ngày 14 tháng 2, các đền thờ ông cũng mở tiệc đón ngày đản sinh của quan. Lễ hội tại đền Chanh.
Đền Tranh một năm có 3 mùa lễ hội. Hội tháng 2, từ ngày 10 đến 22, trọng hội vào 14 ngày sinh của quan lớn tuần tranh, đây là hội chính hàng năm. Hội tháng 5, từ ngày 20 đến 26, năm, trọng hội vào 25 ngày hóa của Đức Thánh. Lễ hội Đền Tranh có quy mô rộng lớn, thu hút khách nhiều tỉnh phía Bắc, một trong những hội lớn của Hải Dương, có sức hấp dẫn lạ thường, đặc biệt với các bà các cô ở các thành phố, bởi thế khách thập phương đến đây rất đông. Không chỉ trong những ngày hội thường kéo dài tới 7 ngày, mà những ngày thường cũng không ít khách đến lễ và không thể thiếu tiết mục hát chầu văn. Nửa thế kỷ trôi qua, thị trấn đã trải qua những thăng trầm qua hai cuộc chiến tranh, Đền Tranh được dựng lại và tôn tạo trên địa phận thôn Tranh Xuyên xã Đồng Tâm. Không những đền được tôn tạo lại rất bề thế uy nghiêm mà còn được mở rộng rất nhiều, bên cạnh còn có chùa Tranh mới được xây dựng thêm. Không chỉ ngày hội mà ngày thường khách đến lễ cũng rất đông. Đền hiện nay có 11 ban thờ, 1 ban thờ Phật, 2 ban thờ Thánh Mẫu, 3 ban thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, 4 ban thờ Ngũ Vị Tôn Ông, 5 ban thờ Tứ Phủ Chầu Bà, Thiên Phủ, Địa Phủ, Thủy Phủ, Nhạc Phủ, 6 ban thờ Quan Lớn Tuần Tranh, 7 ban thờ Sơn Trang, 8 ban thờ Độc Chúa Sơn Lâm, 9 ban thờ Thành Hoàng, Quý Minh và Vũ Đô Mạch, 10 ban thờ Mẫu Địa, 11 ban thờ Đức Thánh Trần. Phần hội ở đây rất giản dị, đặc biệt phần lễ thì vô cùng phong phú và hấp dẫn. Những lời khấn ở đây hầu hết được viết thành thơ và được thể hiện bằng điệu chầu văn rất mượt mà, sôi nổi. Có thể nói, lễ hội Đền Tranh là lễ hội hát chầu văn. Như vậy, một vị quan trong tín ngưỡng Tam Tứ Phủ có rất nhiều lớp thần tích và điển tích khác nhau, có thể là thật, cũng có thể là huyễn hoặc, nhưng tất cả đều nhuốm màu huyền bí. Điều này càng làm cho tín ngưỡng Tam Tứ Phủ trở nên linh thiêng và gần gũi, dần trở thành một nét văn hóa sống động của dân tộc Việt Nam, góp phần